Mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Mới buổi sáng thôi mở cửa ra là thấy mấy bé chó nha. Mình phát hiện ra một con còng ba khía cả nhà, còng ba khía nước ngọt. Vô duyên không? Bắt ở đây sao đội mà người sao không dám cắn người ta, người ăn hiếp con này đó đó, nó cắn đớm lạm đớm mới hết dám chơi với con còng luôn à. Đó giờ tới nào nữa, nào nào nào, không ăn hiếp em, mày hiếp em quá à. Nào để cho con lớn mà nó làm gì con còng nè, cắn cái lỗ mũi cái trời 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 trời, mày dứt cái vô tới quần tao luôn rồi nè. Cắn vô cái mỏ con cái nào, nó có cắn em, mày hiếp nó hoài. Nào mày sủa nó, hồi nó điếc lỗ tai nó cũng chết nữa đó. Nó kẹp một cái rồi rụng mẹ cái que của người ta rồi. Hôm bữa tính để cho bé Linh vẽ tiếp cái phần còn lại á, nhưng mà để không gài lâu quá nó bị đóng bụi cái nha, nó đóng bụi nó dơ quá cho nên là tô trắng lại hết luôn. Vợ mình vẽ lại, vợ mình vẽ cảnh quê hương, còn Linh hôm bữa là vẽ cái tiêu đề là như là ngày Tết hay gì á, phải không? Bé Linh bữa hôm vẽ là mấy cô gái không ta, vẫn nhớ vẽ hình người á. Có hoa mai đó, giờ như là ngày chủ đề là ngày Tết, nhưng mà để lâu quá nó dính bụi nó dơ cho nên thôi bỏ, tô màu trắng lên bỏ, vẽ lại cái mới. Cái này chưa xong, cái này là nghề thợ nghiệp dư. Nằm bà không tin vợ vẽ luôn à. Ủa, quý vẽ luôn, thiệt luôn vậy hả? Em chứ lên người nữa cái. Em bói rồi, em nói tương lai sau này bé này nổi tiếng. Vậy hả? Có hay ta? Vậy khéo không? Mai mới biết luôn trời.
lung lung vậy mà cũng biết vẽ nhiều thứ quá em. Chết nhỏ luôn. Đâu vẽ tới đâu đưa cha coi coi. Này là mẹ phân nửa, con phân nửa phải không? Như con phân nửa là bên bông sen, còn mẹ thì đồng bên đồng quê. Con là đồng phá này. Lá cần làm ơn. Đâu xây vòng tròn cho coi coi. Coi chân đụng vô màu. Này mẹ vẽ cũng đẹp lắm nữa. Lần đầu vẽ mà mẹ vẽ vậy là đẹp lắm không trời. Quá dữ dằn. Trời, hai mẹ con. Ê Mỹ đừng cắn tay con, đừng ngậm tay vô. Không. Trời, hai mẹ con vẽ mà sao đẹp được. Hay quá, cha vẽ còn đẹp dữ nữa. Xong rồi mua nón mới luôn. Mới à, đây là cái bến đò An Bình của Vĩnh Long mình đó cả nhà. Bữa nay mình đi qua bên Cù Lao chơi, có Sáu với anh Tư, bạn anh Tư rồi nữa. Bến đò này bây giờ cho chở xe Honda mà, hết cho xe hơi rồi. Tại vì cái đất ở đây nó giống như nó yếu, nó gần sạt lở. Đây ở cái gừng nào đấy biết. Gừng U Minh. Gừng U Minh. Mấy mượn này ốc lát nhóc hết trơn. U Minh vậy là đi tới Cà Mau hả Đạt? Đúng rồi. Năm nay thua rồi, chôm chôm nó ít quá. Với ngay cái lối này nó cũng gần hết rồi. Người ta cho trái nghịch đó, ngay cái mùa này là đang vô mùa chôm chôm. Nhưng mà người ta để thuận mùa mới là vô mùa. Còn ta cho trái nghịch cho nên là nó ra sớm trái. Cho nên mùa này là nó hơi trễ trễ. Mình để đồ vô là rồi, cái đó của mình. Nhà đi vô vườn của mình thấy chôm chôm nhỏ nha. Bao hết rồi. Bao hết luôn á. Đây bao bụng em á nè, ăn thoải mái nè. 50 cao một người, bao ăn thoải mái không được mang về nha. Bao hết cái vườn, có cái gì ăn cái đấy. Rồi chị Tư làm gì mà gãy nhánh của ta kìa. Trời ơi. Cái này trái sai quá, gió nó thổi hay sao, gãy nhánh luôn. Mời cả nhà ăn ổi nha. Ơ, sao ổi ngon bộ? Ổi ngon. Cái ổi của Sáu mới ngon. Già hơn. Người làm gì đơn, người thắng đi rồi, đẳng hái cái cây chôm chôm, cùn cùn, lùng lùng đẳng kìa. Ừ, ngon hả? Ngon không? Ngon. Thắng đó giờ mới đi vườn phải không? Cho nên nó đê đê đê. Ông có ăn là ổi đầu cứng vậy đó. Hả? Thôi đừng bé gì em ơi. Một hai trái sao người ta biết gì không? Không biết nó ngon không, nó ngọt không? Ngọt không? Ăn ngọt không anh? Ngọt không? Ừ. Chưa rửa gì chơi. Thôi, chưa sáng, chưa sáng ăn ổi vô. Ăn luôn hả? Chưa, ăn ngọt sáng à, ăn chôm chôm. Sáng chị Năm dắt đi ăn sáng sớm rồi. Đó. Đấy. Đó, đi vô đó ăn sáng ngon rồi. Xa quá. À. Thường thường sáng nhà cứ uống ly cà phê cái là tới đó, trưa đó mới ăn á. Còn không có trái chuối gì ăn cái là xong buổi sáng. Lập nha. Cái gì vậy? Đó, hả? Đó, hả? Đó, thôi. Đó, không hả? Mua rồi. Sao có rễ nó ngon để biết có rễ. Đâu chứ chôm chôm mà có rễ nữa hả? Ờ rễ nó mọc luôn rồi, sao đem về trồng được luôn á. Cây năm nay cái nó không được mùa, nhưng mà bên kia đi qua bên kia. Ở đây có một cây à, qua bên kia. Chưa kiếm người khác. Trước con chồng rồi kìa. Ở cái đó xa qua mà Tư. Nó xa qua. Nhà lúc nào không khôn bẻ sẵn ai, ai bẻ thái vậy mình. Cho mình ăn ba cái này, hồn mình ăn ba chôm chôm thái. Ủa, chứ không phải Tư bẻ hả? Ừ. Rồi cái đó bỏ bọc đem về đó, chủ nhà cho nó bỏ bọc đem về. Hồi mà bỏ bọc đem về. Bỏ ngoan rồi. Alo, alo liền đi. Ôi. Cái này gì, cái gì? Này xa qua. Sao trái lá gì vậy? Xa qua đó hả? Cái máu không nè. Rồi. Thái trước. Ủa? Mặt á. Ừ vậy sao mà chích được hai dây quần dài mà. Nè cái thái nè. Cái này thái nè Tư. Ừ. Sao biết thái, sao biết dâu dài, dâu dài. Cái thái râu nó dài. Ờ chấm chấm thường nó chua dữ vậy. Ừ, ngon. Cái này sẽ qua. Ờ, nó dễ cao không mà. Thái cái thái bên đây nè sao? Thái à. Thái à. Chết. Sâu. Sâu. Không có phần thuốc à. Ừ. Ăn thử cái xanh cái vàng này nè. Ăn cái gì mới ngon à? Nó giòn. Sống sống nó giòn. Ừ. Để ăn cây đi. Nhà cây này anh Sáu hái tới nè. Đúng rồi, cây này anh hái tới nè. Cái này nằm cái xuống hái luôn á. Ừ. Này sao qua. Không thấy thái ba. Ê tổng sao tin cho mấy không vậy? Kiếm chỗ nào thái đi đã thái. Thái phải không? Clip này luôn, đi thẳng lại chút xíu nữa.
Ăn chôm chôm đựng chu mỏ rồi. Đúng rồi, ăn luôn cái vỏ luôn. Bỏ vô nút luôn. Trời ơi, dữ thông thông vậy. Dữ luôn mà dữ. Đâu có dư nó dữ vậy. Không dữ. Dữ mà không biết gà na nữa. Cái hoài. Phải nghe đi theo hoài luôn. Nó gạt gàng không sống mà ăn nó mỏ cái vỏ. Ăn mình phải chừa lại nửa trái cho người ta. Đừng có ăn hết con trái. À, mình hái rồi, mình hái rồi chừa. À, trái này xanh đẹp quá nè. Đâu. Ừ. Mời cả nhà cùng ăn nha. Trái này ngon nè, ngon. Ăn phim á mày. Làm phim phim không đạt chứ người. Chết luôn à. Đâu có cho mọi người biết chị Tư chứ liệu. Mốt chị Tư già chị Tư liệu dữ đó. Tới rồi. Chạy tưởng nó chạy cái gì đó, sợ mình sợ nó tưởng nó sợ cái gì. Nãy có con rắn vui lắm vợ. Rắn chờ nó chạy nhanh tốc độ luôn. Ở đâu chờ? Ở dưới bên đó chỗ cây cây chôm chôm mới hái á. Ừ, nãy lẹ nó lẹ thiệt. Nó chạy một cái dèo. Nó xám xám chắc rắn. Mấy con rắn gì ta? Mấy rắn hậu lãi á. Chôm, bánh chôm như có người bạn cứ mát ta ngộ ha. Ừ, ngộ hả? Tưởng có con Mỹ xách chai xách theo qua cho nó lớn. Giờ mình có công việc nên qua sao mới qua tới. Năm nay nhà vườn thất mùa, cây trái nó không được ngon, trái nó cũng ít nữa. À, qua bên nhà vườn này là chủ yếu mình thư giãn, qua đây ăn trái cây, tham quan mấy cái vườn trái cây nè. Mà năm nay trái cây bên đây nó không được mùa cho nên nó cũng ít. Với người ta có phục vụ ăn uống tại chỗ vậy nè. Mình kêu mấy cái món ăn dân dã mình ăn. Bữa nay là có món tai tượng chiên xù cuốn bánh chén. Với ốc hấp tiêu, với gà mình nấu cháo. Rõ rồi. Ở bên vườn thì giá cả cũng phải chăng lắm, cũng không có mắc lắm. Ốp để đại vô vòng vòng đây luôn đi. Bên đây là người ta có cái lò kèo kéo để cho mình thuê luôn, thuê 200.000 hát từ sáng tới chiều luôn. Còn trong nhà vườn này thì mình mua vé 50.000 đi vô là muốn ở khi nào ra cũng được, ở tới chiều 5-6 giờ chiều cũng được. Còn món ăn thì hồi nãy mình quên quay cái giá cho cả nhà coi rồi. Con gà nấu cháo hình như là 380 là người ta bao hết luôn á, mặn rồi chế biến xong xuôi hết, có cháo có gỏi luôn á là 380. Còn con cá hình như là 200.000 một con hay gì đó, hay là 180 á, là người ta chiên chế biến có gạo có bún đồ đầy đủ hết rồi cho mình luôn. Vô làm xong xong nha. Vô quay vô rồi, vô anh ơi.